Chúa cùng anh chị em
Lời gọi của chính thánh Phaolô đã nhờ chính mọi người chúng ta tập quên xin lỗi Chúa, tập quên làm hòa với Ngài. Và khi chính chúng ta là những người con và chúng ta quên làm hòa, chúng ta quên xin lỗi với cha như là của mình, đấy là ta quên cái ân điển lớn lao, một tình thương vô bờ của Thiên Chúa luôn đợi chờ bao dung và thương thắt. Một người học trò trong một môn phái võ, ông thầy nói là để chứng tỏ với các đồ đệ của mình, người hãy nhảy xuống sông và bơi qua bên bờ bên kia, con sông ấy được nhiều cá sấu. Người học trò vẫn lời nhảy xuống sông và bơi một mặt qua tới bờ bên kia và đứng lên hô vang: tôi đã thành công cáo ở thầy nhân quyền năng của thầy. Ông thầy cứ tưởng là mình có quyền năng thật, cho nên ngày hôm sau ông quy tụ tất cả các môn sinh để chứng tỏ cái quyền năng của mình cho các học trò. Và khi các học trò ấy vừa tuyệt vời và tuyên bố hôm nay thầy sẽ cho các trò thấy quyền năng của thầy, cái oai phong của thầy, nói xong nhảy xuống sông và bơi qua, nhưng mà không may đã cá sấu sẽ tan ra. Con vừa câu chuyện này để nhắc nhở đến mọi người chúng ta trong bài thánh mừng Chúa nói: đừng phô trương khi ăn chay hay cầu nguyện. Con người của chúng ta ngay cả mặt tâm linh, ngay cả mặt đạo đức, chúng ta nhiều khi cứ nghĩ rằng mình đạo đức, nhiều khi cứ nghĩ rằng mình tốt lành, nhiều khi cứ nghĩ rằng mình hơn người khác. Nhưng thưa anh chị em, trước mặt Chúa ta chỉ là vô duyên và đầy tớ, trước mặt Chúa ta chỉ là tro bụi, trước mặt Chúa ta chỉ là không không. Nhưng mà đối với ta, nhưng mà đối với chị em ta, nó một cái mình là tâm vì rằng mình hơn người khác, ta kiêu căng, ta kiêu ngạo và ta nghĩ rằng mình tài giỏi, ta nghĩ rằng mình đạo đức. Cùng với những cái tội này để bảo toàn quý tội của chúng ta sang ạ. Chúng ta nhớ không rằng có cám dỗ ông bảo của mình không gì, không có chết chóc gì đâu. Thiên Chúa sợ bạn cái trái này, và ngày nào bạn cái trái này, Thiên Chúa sợ ông bà hai ngày với Thiên Trái. Một cái lời cám dỗ về quyền lực, một cái sự cám dỗ về sự cao nào. Cho nên chính mỗi người chúng ta mang cái mầm mống này, và chính trong con người của chúng ta quên cái sự khiêm tốn, chấp nhận mình là tội lỗi, chứng minh mình là bất sinh, là yếu đuối trước mặt Thiên Chúa và cần ơn thứ tha. Còn đối với anh chị em, ai cũng có những cái khả năng, ai cũng có thể ước mình điểm này điểm kia, ta được mặt này mặt thì người khác sẽ ước ta điểm khác. Chứ không phải là hoặc là nếu Chúa ban cho ta những khả năng, những tài năng thì ta cũng không lên mặt với người khác, khinh thường người khác, nhìn người ta với ngựa vân vân, hoặc không thể nhìn. Không biết sao cho anh chị em có một số người rất là lạ lùng, những người ăn xin, những người thu quét đường, những người làm vệ sinh, họ nhìn, bởi vì họ coi những người đó là những người không phải là người của. Họ coi được người đó là không đáng trong cuộc đời của họ, mà họ không nghĩ rằng cũng nhờ những người thương mến chúng ta, họ cũng không nghĩ rằng cũng nhờ những người làm những việc nghệ sĩ để môi trường sạch đẹp, họ xuất xứ, họ xuất thân từ một gia đình giàu có, họ xuất thân từ một gia đình giàu, để rồi họ lấy đáng những người và họ khen thưởng những người nghèo.
ta xem mình có hai cái gì khác với. Ta xem mình có biết mình là cao nào, cứ nghĩ rằng là mình cao hơn. Ta xem mình khi đến trước mặt Chúa, ta nói với Chúa điều gì? Hay là người thay đổi chúng mình là chúng ta xứng cao với đầu, nghĩa là thân phận yếu đuối vân vân. Và Chúa nhắc nhở chúng ta là tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro. Hơn người hãy nhớ mình là tro bụi, mỗi người anh chị em tất cả chúng ta đều là thân phận mỏng manh và rồi cũng sẽ trở về với bụi tro. Nơi mà tân lân mới nhận là nhà, và nơi đó họ ở cuộc đời vô kiếp. Ngày hôm qua tôi dâng lễ tang an táng chú tôi ở Bình Phước. Chú đã đi trong ngày mùng một Tết. Với người đời thì nói là gì mà xui xẻo thế? Với người đời thì người ta nói nhà đấy sao đó. Nhưng mà có kỳ một mặt nha, thì Chúa là mùa xuân, và mùa xuân yêu thương, mùa xuân bình thường. Và đời người chúng ta chỉ ước mơ một điều, trở về với mùa xuân yêu thương và bình thường. Và đây là con người chúng ta sống hơn, và đây là cái thái độ để chúng ta bước vào đường chay thánh, sống khổ luyện, sống ăn chay hòa mình, sống tốt đẹp khổ nguyện với đấng đã luôn yêu mến chúng ta, với đấng đã đến làm người, với đấng đã bước vào trong những ngày chay thánh. Ngài cũng vào phát biểu 40 đêm ngày Chủ nhật thứ nhất buổi chay để chúng ta biết ta có Chúa và Chúa với ta cùng chiến đấu với sự dữ, với những sự tối tăm đang lan rộng trong chính cơ thể chúng ta, trong hành động của chúng ta, và trong suy nghĩ của chúng ta, và những vấn đề thời đại của chúng ta bây giờ, những vấn đề đạo đức, những vấn đề căn bản của chính con người chúng ta, của gia đình chúng ta quên trở đi lời cầu nguyện, quên trở đi những điều đạo đức với gia đình, quên trở đi những điều sống tối với nhau có Chúa và có mẹ, ta quên trở đi những việc cầu nguyện và ta đi tìm những việc vui chơi ngang để rồi bước dần ơn Chúa, con người của chúng ta dễ dàng và phóng túng. Dần dần thưa chị em, khai mạc một chay thánh, chúng tôi gọi chúng ta chay tịnh lòng của chúng ta, lòng của chúng ta Chúa mời gọi chính con người chân thật của mình, chính thái độ chân thành của chúng ta với Chúa và đối nhau, bên ngoài của chúng ta bỏ bỏ ô hù, nhưng mà chính lòng của chúng ta không có gì thì Chúa không bao giờ chúc lành cho những con người đó. Chúa mong muốn chúng ta cháy tình lòng chúng ta, tức là thái độ yêu mến, bao dung, thương tha, xem xét. Bắt đầu những ngày xuân đã qua đi, chúng ta bước vào một chân thánh, sống tốt đẹp với Chúa, xem lại lòng mình còn giờ thờ nào, xem lại lòng mình còn từng kiêu từng căn cơ, xem lại lòng mình còn muốn hơn người khác hơn.